Đây sẽ là một buổi review rất là đặc biệt, tại vì tôi không biết cái sản phẩm này là gì luôn, mà sản phẩm này thậm chí còn chưa ra mắt nữa. Bây giờ phải đợi nhân viên của tôi qua kho lấy đồ để coi đó là cái sản phẩm gì. À, nó tới rồi kìa. Mày lâu quá vậy mày? Thì đây là cái sản phẩm mới bên tôi, một cái áo khoác theo kiểu là áo giáp quân. Ê, tao thấy cái áo này nó sai sai mày. Ừ, em cũng thấy sai sai anh. Ai, nó không giống cái áo. Dạ đúng rồi, nó đâu phải cái áo đâu, nó là cái túi mà. Như các bạn thấy thì đây là một cái túi đa năng. Tại sao tôi gọi nó là cái túi đa năng? Bởi vì những cái sản phẩm bên tôi rất là đề cao cái tính tiện dụng. Đầu tiên là cái thể tích, các bạn nhìn đi, bự chập bá lửa vậy luôn, và chứng tỏ nó để được rất là nhiều đồ rồi. Mà không chỉ để đồ, cái túi này còn có thể dùng để ví dụ như là chừng trị mấy cái đứa mà tào lao á, hiểu không? Nè, nó bị lớn như nè, cái mình về xong cái mình. Nè, coi nó lấy được nhiều đây đồ nè. Sơ hở là mày ăn cắp ăn trộm ha. À, chịu nổi mày chưa? Mày nói sao bị quýnh quá. Ngoài cái tác dụng để đựng đồ như thế này á, thì cái túi lớn như vậy còn có tác dụng là đề phòng kẻ xấu nữa mọi người, để trừng trị những cái người mà ăn cắp đồ đó. Cái túi này có chất liệu là vải canvas, màu đen rất là dễ phối đồ luôn. Thể tích của nó cũng rất là lớn cho nên đựng được rất là nhiều đồ. Thiết kế của cái túi này thì nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà theo đánh giá của tôi thì form của nó khá là đẹp. Hai bên của cái túi này còn có hai ngăn nhỏ để các bạn để keo xịt tóc hay là chai nước gì cũng được. Cái ngăn phía trước này thì tôi thấy nó cũng khá là to, có thể để vừa iPad mini luôn, nhưng mà tôi không khuyến cáo mọi người để iPad vô đây nha. Tại vì cái ngăn ngoài nó chỉ được cố định bằng một cái miếng dán như thế này thôi. Để đó mà có thằng nào nó móc một cái là ôm hận đó. Mấy cái đồ đạc lỉnh kỉnh lúc nãy thì cũng khó để mọi người hình dung ra được là cái thể tích của cái túi này nó lớn như thế nào, đúng không? Đây, để vừa một cái ba lô luôn. Tôi mang lên thấy rất là vừa vặn, chắc chắn là tôi sẽ xài cái túi này luôn. Nhưng mà túi này chưa ra mắt, review đâu có tiền hoa hồng đâu. Nhà hết gạo rồi đó, kiếm gì làm ra tiền nè. Anh cá hình.